Con này bị điên à? Mày đi kiểu gì đấy hả? Ô tô rẽ vào sở nội vụ bị xe máy tông trúng. Phản ứng bất ngờ của người xem video. Chiếc xe hơi màu đen đi với tốc độ nhanh, rẽ trái vào trụ sở của sở nội vụ thì bị một phụ nữ đi xe máy đang chạy thẳng tông trúng. Hai người ngồi trên ô tô phản ứng nặng lời với người phụ nữ đi xe máy. Đoạn băng hình khoảng 15 giây của camera hành trình gắn trên xe ô tô cho thấy toàn bộ vụ việc. Thông tin hiển thị trên màn hình cho thấy vụ việc xảy ra hôm 8 tháng 2 năm 2022 ngay trước trụ sở sở nội vụ tỉnh Điện Biên lúc khoảng hơn 1 giờ trưa. Ô tô trước khi rẽ trái có bật đèn xi nhan và bấm còi cảnh báo. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ thời gian để người điều khiển xe máy chạy thẳng có thể thắng lại kịp thời. Không rõ hai người ngồi trên ô tô là dân thường hay là người của sở nội vụ. Tuy nhiên, phản ứng trái chiều của người xem video mới là điều đáng nói. Một tài khoản Facebook bình luận: chắc cán bộ nội vụ nên không xem ai ra gì. Chiều giờ lướt toàn thấy lũ sâu bọ khiếp người dân không. Mong lãnh đạo có tâm sẽ thấy những clip này. Chỉ mong không phải cán bộ nhà nước. Cán bộ mà như này thì mất mặt quá. Phóng viên Đài Á Châu Tự Do gọi điện cho chánh văn phòng sở nội vụ tỉnh Điện Biên để hỏi về vụ việc nhưng không có người bắt máy. Con này bị điên à? Mày đi kiểu gì đấy hả?